Hello em. Hello anh. Thì hiện tại là mình bên cửa hàng của em Ngân mới vừa gọi điện báo mình là có dòng xe ở thắt 125 phiên bản 2023 đúng không em? Dạ đúng rồi, 2023 mới về luôn á. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn sơ sơ vòng vòng trước. Con này là màu đen bóng ha. Dạ. Thì nhìn cái màu đen này rất là sang trọng luôn rồi đúng không em? Dạ đúng rồi. Thì để mình hôm nay mình sẽ quay coi cái con phiên bản 2023 này với lại con phiên bản 2022 coi thử cái nó có khác một chút đỉnh nào không ha. Dạ. Rồi. Thì mình bắt đầu đi em. Dạ. Thì cái bản này á em thấy như là nè, nó sẽ có những cái đường viền này nè là cho cả nhà nó mới ha, nó sẽ làm sáng con xe của mình hơn. Đúng rồi, có mấy cái viền này làm nhìn kiểu mình nhìn cái con xe nhìn nó sang trọng hơn á anh em. Dạ đúng đó. Rồi. Như là mình cảm thấy cái dòng xe SH mà nói tới cái người Việt Nam của mình á, nói tới chiếc SH là người ta nghĩ tới là những cái dòng xe sang trọng rồi. Đúng rồi. Là ai cũng biết hết rồi. Xe dành cho người giàu. Đúng rồi. Đúng rồi. Lấy xe này chỉ dành cho những người giàu chạy thôi anh em. Đó. Mấy người nghèo nghèo là mình có tiền mua. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Thì một xíu nữa thì em báo giá thử coi thử coi mấy người nghèo có thể mua được không nha. Thì anh em nào mà ví dụ như nghèo nghèo mà có thể mua được cứ bình luận bên dưới màn hình nha anh em. Dạ. Đó. Chiếc xe này thì nó có được cái tem nổi nhìn cũng rất là đẹp nè các bạn. Dạ đúng rồi. Với lại cái màu đen bóng này thì anh nghĩ là cái màu đen bóng này nhìn nó rất là ngầu luôn nè. Dạ. Thì ngầu như... hợp cho nam với nữ chạy luôn. Nói đúng rồi. Là mà, nếu mà là vợ chồng á mua là vợ chồng ai cũng chạy được hết ha. Nè, nhìn rất là sang trọng ha. Nó có viền đẹp không? Đúng rồi. Đó. Nó có mấy cái viền này làm cái con xe mình nó sáng hơn ha. Dạ. Rồi, thì em mở cốp ra cho anh coi thử, coi thấy cốp nó rộng không ha. Đó. Rồi, cái cốp xe này rất là rộng luôn các bạn, được chia ra làm hai ngăn luôn. Ở đây là chỗ để bình của nó nè. Thường là bình nó nằm ở trên vậy để cho ví dụ như mình đưa đi mà những cái đường mà trời mưa ngập này kia là nó không có bị vô nước vô bình mình, nó không có bị hư cái bình ha. Dạ. À, nó có thêm được cổng sạc luôn hả? Đúng rồi anh. À, có cổng sạc USB luôn nè anh em. Dạ. Còn cái chỗ này là để đồ nghề hoặc là để đồ này kia ha. Đó. Rất là đẹp luôn. Để mình quay qua vòng vòng qua. À, anh thấy hình như cái con này sao cái mâm nó màu đen em? À dạ đúng rồi, bản 2023 là mâm màu đen giúp em nha. Còn cái bản mà bản cũ thì cái mâm nó sẽ màu kiểu như màu bạc á, màu bạc. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, phiên bản cũ là mình nhớ là cái mâm màu khác chứ không phải là mâm màu đen này. Dạ đúng rồi. Ở sau được cũng sử dụng có heo dầu Nissin luôn nè các bạn. Dạ. Đó, sử dụng thắng đẻ trước sau luôn ha. Rồi, đuôi đèn sau nè các bạn, nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Đi ban đêm mà cái đèn này lên nhìn nó rất là đẹp nè. Nhìn con xe bao sang luôn. Đúng rồi, rất là sang trọng. Cái này động cơ có động cơ ESP cộng nè. Đó, làm cho xe mình nó mạnh mẽ hơn. Thì cái con này giờ đang giá là bao nhiêu em? Dạ hiện tại là giá là 80 triệu anh ha. 80 triệu. Dạ đúng rồi, là bản 125 giúp em nha. Bản 25 là 125 và là bản CBS ha. Giá rất là bình ổn luôn. À, nếu giá 80 triệu này thì người nghèo mua có được không anh em? Thì anh em cứ bình luận bên dưới từ màn hình đi ha. Không có, bên em có hỗ trợ trả góp rồi là anh cứ yên tâm ha. À, trả góp trả trước bao nhiêu? Dạ tầm 20 tới 25 triệu là được, hỗ trợ được hết. Vậy quá rẻ vậy, có thể là anh em người nghèo cũng có thể mua được nữa. Nhưng mình nghèo nghèo mình mua chắc cũng không nổi nữa anh em. Nói chung là lãi suất nó cũng hợp lý lắm nên là các bạn cứ yên tâm về cái phần đó ha. À rồi, thì em cho anh xin số điện thoại đi em để cho các bạn nào mà thấy thích á. Thì các bạn sẽ liên hệ với em để mua chiếc xe này ha. Dạ rồi, số điện thoại em là 0937753598. Thì tí nữa em sẽ để bên dưới cho cả nhà. Có gì cứ tiện liên hệ với em sẽ được giảm 1,5 triệu tới 2 triệu. Liên hệ sẵn xe cho cả nhà luôn nha. Rồi, ok vậy thôi nha em, bye bye, bye.